các bạn ơi, mình mới trộn một mớ cà pháo với mắm tôm nè các bạn, ăn chắc ngon lắm. Mình mua hai dĩa cà, cái mỗi lần mình ăn là mình trộn một ít cà pháo đó vô trong này. Cà pháo này, cà pháo màu xanh ha, mắm tôm với ớt với tỏi với đường với chanh, ai ăn hấp dẫn các bạn. Ăn với trứng chiên ha, cá chiên là hấp dẫn lắm. Mình thì mình ăn với canh rau đay. Mình nấu canh rau đay với tôm đó, mình ăn với cà này tưởng tượng giống như cà muối chua kia kìa. Thì mình đã nặn chanh vô trong này rồi, ăn cũng giống lắm, ngon lắm các bạn, giòn rụm luôn ha. Bây giờ ăn miếng cơm đây. Ăn trưa của mình nè các bạn, cà pháo mắm tôm mình đã làm xong, bỏ thêm vài trái ớt nữa. Rồi canh rau đay nè, mình nấu từ buổi sáng giờ ăn mấy lần rồi các bạn. Mỗi lần nấu canh rau đay là mình ghiền luôn, ăn hoài luôn á. Dẻo dẻo, súp ngon lắm ha. Đó, ăn với cơm ha, bây giờ mình ăn thôi. Ghiền nhất là cái món này nè các bạn, thịt cá hay là tôm hùm gì ăn cũng không có ghiền bằng cái cà này các bạn, ăn thấy mê lắm. Bây giờ ăn thử miếng ha. Đó, bỏ vô với cơm nè, cắn miếng nè. Ngon quá các bạn. Mắm ruốc ở đây cũng ngon nữa. Mắm ruốc mình mua ở trong hũ á, về mình bỏ vô đây. Tỏi ớt, ngon. Wow. Ta đặt muối sỏi ha, chưa có chua lắm, mình nặn chanh vô là nó chua rồi. Ngon không? Ăn miếng canh ha. Wow. Bữa nào mình nấu canh rau đây mình quay cho các bạn xem. Tranh thủ nấu chứ không thôi tới mùa đông cái là người ta hết bán rau đây. Bây giờ vẫn còn bán đó. Bỏ miếng cà vô. Đó. Ăn kiểu mới ha. Ăn mắm ruốc vô đây luôn, xào hết, ngon lắm. Ngon thiệt đó các bạn. Ở Mỹ mà được ăn rau đay với tôm á là mắc tiền lắm nha các bạn. Một bó rau đay khoảng 5 đô la. Mình nấu lúc nào cũng hai bó. Rồi mình nấu hai bó khoảng 2 pound tôm. Ở Việt Nam thì rau đay rẻ, Mỹ rau đay mắc lắm. Ngon ha. Mình thích ăn rau đay mà nấu phải có cái độ dẻo dẻo như thế này nè các bạn, nên mình vò ra mình nấu mới ngon. Còn nhiều người người ta vò, người ta nấu, người ta bỏ hết trơn cái độ sánh, độ dẻo của này, ăn không có còn ngọt ngon nữa. Quá ngon các bạn ơi. Bỏ vô. Ngon ha. Đã luôn á. Không còn gì bằng luôn. Tôm mình nấu thì mình xay ra các bạn. Mấy đứa con gái mình thích lắm, thích món canh rau đay này lắm. Giờ nhiều người á, mùa hè người ta mua rau đay bỏ đông đá các bạn, rồi mùa đông người ta lấy ra người ta ăn. Mùa đông ở bên tụi ba mình á, người ta không có đưa rau đay qua đây bán. Bỏ miếng cà lên đây, bỏ miếng ớt lên đây.
Yeah. Ngon chưa? Mình thích quá món này. Sao mình lại thích cà như vậy không biết nữa. Mình mua mình ăn cả ngày luôn cũng được. Người ta nói ăn cà này nhiều không có tốt ha. Lâu lâu mình ăn thì ok. Ăn ít thôi. Wow, miếng cà bự chưa? Hôm nay hứng lên ăn lại lấy máy ra quay. Các bạn xem mình ăn trưa như thế nào. Có bữa mình ăn trưa khác, mỗi ngày thì mình ăn mỗi kiểu khác nhau. Mình thích cà pháo muối chua bên Việt Nam, cà màu trắng á các bạn, ngon. Cái bữa mình sẽ mua giống cà trắng trồng thử ha. Quá ngon. Món cà muối sỏi chua chua cay cay mắm tôm ăn với rau đay là mình yêu thích nhất ở trong năm này các bạn. Lúc nào mình có món này là mình ăn thiệt là đã nhiều cơm. Ăn nhiều cơm cũng không tốt. Mình thèm quá thì mình ăn quá chừng ngon. Tô cà mới đầy giờ ăn gần hết rồi. Tô cơm cũng gần hết rồi. Có miếng cà trong này ăn luôn. Wow. Mới nướng xong cái bánh pizza ngon cho các bạn. Mua ngoài chợ về nướng đó. Đặt xuống cho. Giòn tan luôn ha. Bây giờ chắc để giòn chút xíu nữa lấy ra ok ha. Mình nướng 25 phút rồi đó. Cái bánh này là mình mua ngoài chợ về nướng nha các bạn. Không phải mình làm nha. Đó, đậy lại, nướng thêm khoảng 5-10 phút nữa lấy ra ok ha. Đó, các bạn bây giờ cái bánh chín hơn chút xíu rồi đó. Giòn hơn rồi nè, giòn rụm luôn nè. Ngon nha. Bây giờ đem ra, mình ra ăn. Đó, cho mấy đứa nhỏ ăn. Khi nào mình sẽ làm một cái bánh mình ngồi mình ăn cho các bạn xem nha. Bây giờ cắt này nha. Đó, mấy đứa nhỏ hứng dĩa đợi sẵn nè. Đi học về tự nhiên đòi ăn bánh pizza nè. Cho lấy hai cái. Muốn lấy hai cái luôn hả? Đó, ăn hai cái có hết không? Dạ. Đỏ. Rồi, Vi nè. Các bạn ăn không con? Các bạn ăn nghỉ. Ăn không hay ăn canh? Các bạn ăn pizza hay là ăn canh con? Chắc các bạn gọi ăn canh rồi. Hả? Các bạn ăn canh hay ăn pizza? Ăn canh. Ăn cho con ăn pizza vậy. Rồi, Vi muốn ăn thêm không? Này khó nè. Nhớ ăn thêm rồi. Thôi Vân ăn hết đi rồi Vân lấy thêm. Đó, cảm ơn má. Vân cảm ơn má chưa? Cảm ơn má. Vân ăn đi. Sườn. Chiên sườn này các bạn. Sườn heo chiên.
chiên xả. Mình chiên xa xong mình bỏ oven mình nướng xong rồi mình đem ra mình chiên lại đó. Ngon lắm, nó mềm. Mình thử miếng. Wow. Xong rồi bây giờ gắp sườn ra. Wow, nhìn ngon ha. Sườn heo chiên xả rất là ngon. Mỗi người mỗi lát, một lát bự lắm các bạn. Lát sườn heo bự lắm nè. Đó, nó dài hơn nửa chiếc đũa nè bạn. Wow, nó sườn ngon chưa. Nhìn lát sườn ngon chưa các bạn? Hi, gấp ra cho mấy đứa nhỏ ăn nè. Đó. Mỗi người mỗi lát là no rồi. Thơm phức luôn. Trời lạnh á mà chiên sườn, chiên xả như thế này. Đó, ăn hấp dẫn lắm. Bỏ này ra luôn. Wow. Dĩa sườn ngon ha. Đó. Mình làm món ăn cái mình thấy hay hay cái mình quay lại cho các bạn xem. Thì các bạn thích thì ít bữa nữa mùa đông mình rảnh á, mình nấu mình chia sẻ những món ăn của nhà mình nha. Bây giờ lười biếng quá, nấu ngại quay phim. À, lát sườn ngon quá. Rồi bây giờ bưng ra bàn ăn thôi. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nếu các bạn xem video của mình các bạn cảm thấy yêu thích thì các bạn nhấn nút đăng ký để cho mình làm những video mới khác mình gửi đến cho các bạn xem cho vui ha. Các bạn ơi, nhớ nhấn nút like giùm mình nữa nha. Nếu các bạn muốn chia sẻ video của mình đến cho mọi người cùng biết, các bạn chia sẻ giùm mình luôn nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Tạm biệt các bạn.